lên thang máy nha cô chú ơi. Chắc con mòn bóng đường kìa, em nói không lau chùi mày còn chè mỏ với em nữa cô chú, nó còn liếm mà thấy gớm không. The xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Gia đình em tới thành phố rồi cô chú ơi, bữa nay á, em chở cho anh heo đi ra đây ăn đồ ăn ngon bữa cô chú. Tại vì á, trong cái YouTube này lãnh tiền á, thì cũng có công sức của cha ăn heo góp vô thì của chồng công vợ. Bữa nay em dẫn cho ăn heo đi ra đây ăn á, tặng cho bé heo đi chơi cô chú. Tại vì ngày lễ á, bên đây cũng được nghỉ 4 ngày giống như bên Việt Nam mình vậy đó. Mà đường cao tốc này kia người ta cũng miễn phí tiền cho mình. Bữa nay đi đông quá trời luôn, nãy giờ kẹt xe mới tới đây á. Mà nói chung là của chồng công vợ thì bữa nay em dắt cha heo đi ăn, cô chú đi với vợ chồng em nha. Bây giờ chồng em coi bữa nay em đãi chồng em cái gì nha cô chú. Tới rồi cô chú ơi, tụi em đang đi qua lộ đang đi qua bên đó ăn buffet nữa rồi cô chú ơi. Cha ăn heo rồi ăn buffet. Xe cho nên em đi hơi nhanh. Khá quý nhị kìa, xưa kìa. Cha ăn heo của em ra đây nữa rồi. Giờ này bên em là 7 giờ tối rồi đó cô chú. Mà còn sớm bẩn như là 4-5 giờ chiều. Hai cha con đi không có đợi em gì hết trơn á. Nhớ xìu hả. Cha con nó đi thấy ghét không. Vô kẹt kẹt cô chú ơi. Lúc này là con bé heo nó nôn nao hết trơn rồi, đi vô thang máy đang lên ăn. Mà đi vô thang máy cái đông quá trời đông luôn, lên trên đó người ta đông nghẹt hết trơn cô chú. Gia đình em phải đi xuống. Lên thang máy nha cô chú ơi. Đông quá trời đông rồi cô chú ơi, vợ vợ chồng em đi ra kiếm chỗ khác ăn rồi. Quá trời đông luôn. Cha con đó kìa. Trời ơi, chỗ gửi xe view cũng đẹp quá nè cô chú. Tới rồi cô chú ơi. Quá trời đông luôn. Chủ nhật cả thêm lễ nên mới gì đông. Ơi. Ơi. Quá trời luôn rồi cô chú ơi. Kia lại lên đồ đi mọi nhà ơi. Hồi nãy giờ hai mẹ con đứng đây đợi trang heo đi gửi xe đi vô. Mà đi vô cái bắt đầu hỏi người ta cái tới 70 mấy tệ một em bé. Ở đây nè cô chú, em bé chơi đó. Một vé là tới 75 tệ tiền chung. Thì Việt Nam mình 200 mấy gần 300 ngàn một em bé. Mà đẹp lắm. Có bên kia có nước nữa. Có nước chảy thì có cái như là cái đập dịch vậy đó cô chú. Mình lên đó mình ngồi cái thuyền cái nó chảy theo dòng nước á. Rồi em không có xuống đó, cái mắc quá à. Con heo trên đây có mấy chục tệ à. Trên đây chơi có 20 mấy tệ một em bé à. Ở bên đó thì quán ăn. Hồi đó em đi kiếm coi cái gì cho chồng em ăn á cô chú. Lúc này là em đưa con bé heo vô đây chơi cô chú. Có 20 mấy tệ một em bé à. Tại vì em làm cái thẻ mà cho em bé là chơi 10 lần thì một lần 20 mấy à. Còn mà nếu mình không có làm cái thẻ đó thì mình vô một lần là 49 tệ, là như 50 tệ, là gần 200 ngàn tiền Việt Nam. Ở đây mua nước uống rồi cô chú ơi. Heo nó mệt rồi, nó chơi ra giờ đầu cổ nó cả đó. Con à, té đó, ngồi hỏi đây. Thôi ngồi đàng hoàng. Cha heo trả tiền rồi. Ê,
nhìn mẹ nè, hai đi. Hai. Hai. Ăn mà cô chú. Chơi mệt vậy, hai cái mặt đỏ hồng lên. Nó. Xin chào các bạn trai chào. Con đi chơi. Con đi chơi. À, ông bà ơi. Quá trời con người ta đông rồi cô chú ơi. Đi đi bên. Xin chú thả. Em mày lại đi ăn buffet của chú ơi. Chỗ nào cũng đông hết chưa. Chứ lại ta đi ra nọp nọp rồi. Giờ này 8 giờ mấy rồi, 9 giờ rồi. Na là cửa thì bị xà. Bị xà nghe nó hổ nha. Xà là xà dân hay là đúng đó. Nó dẫn nó vô bàn rồi cô chú ơi. Đang đợi dọn. Em đi lại tới đây là gần 9 giờ rồi đó cô chú, 9 giờ khuya. Rồi người ta nói 9 giờ 40 đóng cửa, mà một hai trang heo kêu đi vô đi chắc kịp. Mà đi vô cái em đi quay chút cho cô chú tham khảo nè. Nhưng mà gấp á, giờ nó cũng như là nó mà khích quá trời luôn á, rồi em sợ không có kịp á cô chú. Rồi cái em đi vô em quay tạm ít cho cô chú anh chị xem. Cái này là cái chỗ ăn buffet này mới ở trong siêu thị. Còn chỗ hồi nãy mà em đi mà đông quá thì đó là ở ngoài riêng cái chỗ đó chuyên về buffet á cô chú. Còn này ở trong siêu thị nè. Nhưng mà lại trễ rồi, đồ ăn nó cũng muốn hết sạch hết trơn rồi. Cho nên á, rồi em ẩm bé heo nó, gần tay dẫn nó nữa. Rồi cho nên quay không có được chuẩn, không có được rõ. Cô chú anh chị thông cảm cho em. Cha ăn bé heo thì đi lấy đồ ăn rồi, em kêu cha ăn heo lấy đồ ăn đi. Rồi em đi quay một vòng. Rồi cái bắt đầu là mình ăn lẹ đang mình về, chứ để hồi trễ giờ á mà rốt cuộc. Rồi hồi hai vợ chồng ăn như là bà giặt ông giải vậy đó. Ăn được có mấy miếng nha, cái người ta reo chuông lên đến giờ đóng cửa mà phải đi về. Bỏ 100 nhiêu ta? À, một đứa là 80, hai đứa là 160. 160 tệ, nó thì ghê chưa. 160 tệ là tiền Việt Nam mình 500 mấy rồi cô chú ơi, 500 mấy hơn 600 ngàn rồi. Ôi 600 ngàn hơn chứ. 600 ngàn rồi, 600 ngàn hơn đó cô chú. Ôi là trời, em suy nghĩ lại mà em tiếc tiền mà đứt ruột luôn á. Đi về nhà mà hai trái tim em gỉ máu luôn cô chú. Em ao ước là rủ ông bà nội đi ra đi ăn một lần cho ông bà nội biết. Hồi trước thì em không biết ông bà nội có đi không. Nhưng mà em về đây làm dâu đâu gần 5 năm mà đó chưa thấy ông bà nội đi, đi đâu hết trơn á. Rồi nhưng mà em rủ mà ông nội nói không có đi, ông nội mệt không có đi chứ xa. Rồi bà nội thì bệnh, bà nội nói bà nội đi chậm, rồi bà nội ăn cũng chậm, rồi ăn dính tùm lum, rồi ngại không có đi. Nhưng mà em sẽ một ngày nào đó em sẽ chở bà nội ra đây. Do là em mà quay video em có giới thiệu cho cô chú anh chị là từng cái món ăn. Nhưng mà trong đây nó có nhạc á, rồi em sợ bị dính bản quyền. Cho nên em về nhà em phải thu âm lại, em tắt cái âm thanh á. Cho nên cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Tại vì món ăn á thì mình vừa quay, mình vừa review á, mình vừa giới thiệu nó dễ hơn. Nhưng mà nó có nhạc quá trời lớn luôn, rồi em sợ bị dính bản quyền. Cho nên cô chú anh chị thông cảm. Em quay có phần hơi nhanh cho nên cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Ở bên đây là cái dãy hải sản á cô chú. Tôm nè, rồi xoài nè, rồi con gì, con nghêu, rồi con ốc. Mà với con hình như là hải sâm nữa gì em cũng không có gành á. Tại vì nhỏ lớn không có từng ăn. Em thấy gì nè cô chú không biết phải không nữa. Nhưng mà em không có lấy, tại vì ha, sạch sẽ hết trơn rồi đó cô chú. Bởi vì em quay cũng hơi nhanh, tại vì về còn cho trang heo lấy đồ ăn á, rồi em phải dẫn mấy heo theo nữa. Cho nên cô chú anh chị thông cảm. Lúc này là em ẩm heo lên coi nó ăn cái nào không, đang lấy về một sâu, hai vợ chồng con cái ăn. Chồng em thì cũng không có ăn, chồng em sợ ăn không hết. Em thì tính ăn một hai miếng, rồi ăn heo thì không biết nó ăn không. Cho nên hai vợ chồng không lấy món nào hết trơn. Ẩm nó nè, nó đòi lại chỗ này mà rốt cuộc nó không ăn. Rồi đi nó nhanh quá trời luôn, đi nhanh quá cô chú chắc xem chắc hơi bị chóng mặt á. Không biết nói thì sao luôn. Tại vì
tự nhiên cái vô đây cái gần tới giờ về rồi thêm, nói chung là cái gì mà gấp gáp quá là em làm không có được, tại vì em có con nhỏ, cái gì cũng phải có sự chuẩn bị. Mà chan heo một hai nó kịp đi vô cái bắt đầu đi đảo vòng cái muốn hết giờ rồi đó cô chú. Bé heo nó đầu ở đây ăn mì Ý mà qua đây thì nó không chịu ăn, rồi cơm gan này kia nó cũng không ăn, rồi cái gì nó cũng không ăn hết trơn á. Rồi nó vô đây không biết làm gì nữa. Mình hồi lần thì nó vô nó ăn được cái này cái kia, bữa nay vô không chịu ăn gì hết trơn, đi chơi mệt ra rồi không muốn ăn gì hết trơn cô chú. Em hỏi nó ăn cái con tôm hùm đất không, nó không ăn. Em lấy miếng về em ăn á cô chú, mà tôm chết không à. Mời cô chú anh chị ăn cơm về chồng em nha. Giờ gấp cô chú ơi, lại trễ rồi, người ta sắp đóng cửa rồi, cho nên em không có quay được nhiều á, cô chú thông cảm. Trang heo vừa ăn vừa bật cái mật mã wifi á, đặng cho mấy heo nó chơi cho nó yên, cho vợ chồng em ăn á cô chú. Ở nhà thì mình cho nó chơi có khi có thì, nhưng mà đi ra đường cái nào nó ăn no rồi đó, cái nó mình ngồi ăn á, cái nó không có gì chơi hết trơn á, cái nó muốn kiếm chuyện á, cho nên em cho nó chơi chút á, đặng vợ chồng em ăn á cô chú. Trang heo sợ trễ giờ ăn ngố ngáp tội nghiệp, không ăn ly chia hết trơn. Rồi ông mặc cái áo hai đứa kìa coi mắc cỡ không, đi nghinh nghinh ra hai vợ chồng chua mỏ. Em mắc cỡ muốn chết vậy đó, mà chồng em thì không mắc cỡ gì trơn cô chú ơi. Ở bên đây hay thiệt luôn, người ta thích thể hiện lắm, người ta không có ngại gì trơn á. Lúc này là người ta về tan quan hết trơn rồi đó cô chú, còn có một hai bàn gì hả nó, bởi vì tranh thủ thêm có con nhỏ nữa. Mà Trang heo lúc này là đi lấy đồ ăn rồi đó, đi lại người ta dẹp vô hết trơn rồi, người ta dẹp đang chuẩn bị về á. Ôi là trời, bữa nay là ngày suối quẩy của vợ chồng em. Bỏ gà 160 đi vô trong đây ăn được có 2-3 miếng rồi cái bắt đầu đi về. Thiệt tình chứ em tiếc đứt ruột luôn. Tim em nhiễu từng giọt máu cô chú ơi. Lúc này là con bé heo nó hai xin chào ông bà cô chú. Mà do vì nhạc lớn quá em sợ dính bản quyền cho nên em tắt rồi, nên cô chú thông cảm. Lúc này là cha ăn heo ăn lia chia hết trơn đặng về. Coi miệng mòn bóng đưởng kìa, em nói không lau chùi. Rồi còn chề mỏ với em nữa cô chú, nó còn liếm mà thấy gớm không. Rồi em nói là giống con nít quá trời luôn, ăn cái gì không có chùi miệng, ăn đi đâu là cái miệng là người ta biết mình ăn cái gì luôn á cô chú. Lớn đầu rồi mà ăn gì đó, ăn không có biết chùi miệng gì hết trơn á. Ăn rồi là đi hà, không rửa miệng nữa. Em la hoài luôn. Em la thì rửa, nhiều khi em quên là không rửa, là đi tới đâu là dính trên cái mép miệng, người ta biết ừ mình mới ăn cái món đó gì luôn á cô chú. Em mắc cỡ không chết luôn vậy. Tại vì em trai em còn nhỏ cô chú thông cảm. Cái lúc này là em nhờ cha ăn heo chụp cho hai mẹ con em tấm hình. Mà hai mẹ con làm kiểu quá trời luôn mà Trang hay quay phim. Ôi là trời cô chú ơi, thiệt tình. Tới hồi mình kêu quay phim thì chụp hình, tới hồi mình kêu chụp hình thì quay phim. Ngại không biết nói làm sao luôn á. Cái bố sư này hả? 走吧 đóng cửa về hết trơn rồi cô chú ơi. Giờ hai vợ chồng con cái em cũng đi về luôn, đi vô ăn không kịp thở. Về cô chú ơi, nãy giờ ở trong đó ăn mà còn hơn là bà giặt ông giải nữa. Cũng như cho con heo nó chơi cái là nó trễ, với lại bữa nay em đi ra đây trễ cô chú, để cho con heo đi làm về trễ cho nên ra đây cái đồ cái gì cũng gấp hết trơn á. Rồi người ta đóng cửa 9:30 là ta đóng cửa. Video của em đến đây là hết rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.